đi nhậu mà giấu. Chuyện này là chuyện bình thường. Đúng, đúng. Ai đồng ý đi nhậu mà giấu là bình thường. Cái này bắt buộc phải có. Đúng, bắt buộc phải giấu. Đúng không anh? Mình không giấu là người ta lo. Ủa sao không rủ người ta đi chung? Trời, ờ đấy, đâu phải người không, mình rủ người ta đi chung người ta sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hiểu không? Mình để cho ta ở nhà nghỉ ngơi, mình đi nhậu một mình. Tất cả chỉ là lý do, Thảo ơi. Tất cả chỉ là lý do. Bây giờ câu chuyện này là của ai nè? Nói nè. Em hiểu tại sao em ngồi trên này chưa? Chưa. Em ngồi trên này chưa? Em sẽ là người kể câu chuyện này đầu tiên. Ok, mời em. Thì thực sự ấy, từ trước đến nay á, thì em đợt mà em mới vào đây kiểu chưa ở đây mà em bay qua bay lại á, thì khi mới vào đây mọi người nói là tất cả mọi hợp đồng đều được ký trên bàn nhậu. Thế là từ khi vào đây em bắt đầu em đi nhậu. Em nhậu suốt luôn, gần 2 tháng hôm nào em đi nhậu. Nhưng mà không ký được cái hợp đồng nào cả, không ký được cái hợp đồng nào cả, không ký được cái hợp đồng nào cả. Không ký được cái hợp đồng nào cả. Thế từ sau 2 tháng đấy là em biết nhậu và em rất là thích nhậu. Thế là lúc đấy là em cứ bay qua bay lại, thì đợt đấy là có người yêu mà người yêu là em, người yêu không biết nhậu. Đã từng rủ đi nhậu rồi nhưng không nhậu. Và về sau đấy thì thôi mình biết được mình chả rủ nữa. Thì nhân một cái ngày đẹp trời, lại một ngày đẹp trời nữa, em bị ốm. Ốm cũng khá là nặng. Thì lại có một cái hẹn với các bạn nữ là đi nhậu với nhau, đi ăn lòng rán và uống rượu mơ. Đấy. Thế thì trời xe lạnh qua Hà Nội nên thì ôi quá đã hả? Thì tất nhiên là bây giờ mình ốm thì người yêu mình sẽ lo cho mình mà không muốn mình đi ra ngoài trời còn lạnh nữa, nhưng mà mặc kệ cái 39 độ đấy, em vẫn quyết tâm em khăn gói quần áo sạch sẽ tinh tươm đi ra ngoài nhậu với các bạn. Và tất nhiên là nói dối là em chuẩn bị đi ngủ đây đấy. Thì tất nhiên là các bạn nữ, cả hội bạn nữ thì rất là tương tác với em, không ai chụp ảnh, không ai đưa lên Facebook, nhưng cái bàn ở trên họ tự sướng. Thế dính em đằng sau đang vô thế là cái ảnh đấy up lên Facebook, và tình cờ người đấy với cả bạn trai cũ của em thì lại có Facebook nhau. Và cuối cùng là phát hiện ra em đang giơ chén rượu ở đằng sau. Trời bất dung gian, tôi nói là trời bất dung gian mà. Rồi cuối cùng sao em? Nói chung là cái câu chuyện đằng sau thì lại là một cái câu chuyện khác nữa, là cái sự giải quyết kiểu về nhà giải quyết với nhau ấy, thì thôi em xin không kể. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện đi nhậu như thế này thì em nghĩ là không chỉ mình con gái mà tất cả các bạn nam ở đây ai cũng đã từng ít nhất một lần là nói dối là đi nhậu, đúng không? Thường là bạn nam là thường xuyên hơn chứ. Ngày hôm nay em với anh phải đóng vai là quan tòa xét xử. Okay. Liệu rằng cái chuyện đó các bạn nói ra, cái lời nói dối đó có được chấp nhận hay không? Vậy thì bây giờ lấy ý kiến số đông nè, liệu rằng cái lời nói dối của Huy Anh là có chấp nhận được hay không? Ai chấp nhận được giơ tay. Ai chấp nhận cái lời nói dối đó giơ tay. UC sao mà Tôi hai thôi. Mình phải giúp nhỏ thôi mà. Tại sao lại ngập ngừng? Mình phải có chính kiến chứ. Không, bây giờ thì hỏi là tại sao UC ngập ngừng? Tại vì lúc đầu kiểu vậy thì không rủ bạn không được rồi. Xong một hồi sau, ôi nhưng mà mình rủ thì mình có cần phải lúc nào cũng phải rủ tất cả mọi người đâu, đúng không? Nhậu á là mình phải nhậu với những người mà mình thích và hợp với mình, chứ không phải là nhậu là phải người yêu hay là phải là ba mẹ gì hết. Cuối cùng là nếu như mà người yêu của mình đi nhậu mà đang trong tình trạng là bệnh 39 độ như vậy thì các bạn có chấp nhận hay không? Ô vậy em rút đây lại nha. Có không nhân. Ok, tại các cụ ấy mấy thầy thuốc bảo là bệnh nó phát sinh từ đâu? Cơ thể thiếu khí. Thế là bạn này đã nhập khí vào theo thôi. Mà khí, có thể là bia, có thể là rượu, tùy thôi. Tùy cái cơ thể của bạn ấy đang cần cái gì. Cơ thể của bạn này cần rượu, nhập rượu vào lại khỏe. Ok, chấp nhận thế thôi. Cái bụng mỏng là biết ông ủng hộ cái chuyện này rồi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại xem coi cái động cơ đó để nói dối đó nó có phải là tiêu cực hay là tích cực. Là để được đi nhậu. Thứ nhất là để được đi nhậu. Đúng. Thứ hai là để không làm phiền cái bạn nam đó, bởi vì bạn nam nó không nhậu được. Đúng. Thứ ba nữa là nhiều khi ở trên bàn nhậu đó những cái nội dung để nhậu, những cái nội dung gì đó nó maybe nó không thích hợp với lại cái bạn nam đó. Bạn nam. Thì sau mình kiếm một cái lý do nào đó để mình né cái bạn nam đó ra, thì nhiều khi cái bạn nam nó phải hiểu được cái lý do đó. Tụi em nghĩ thân chủ là vô sự. Hội kiểu 10 đứa con gái. Đúng không? Có tự nhiên người yêu mình lại có trai không?
không có trai. Nhưng mà theo như em kể thì rõ ràng cái cuộc hẹn này chỉ là để bà chị em bạn gì gặp nhau vui chơi thôi, chứ không phải là một cái cuộc như cái hợp đồng như bạn đã từng kể trước đó. Nếu vậy thì rõ ràng là sức khỏe quan trọng hơn cái việc đi gọi là đi chơi để vui đùa như vậy thôi. Thì em nghĩ rằng là ở cái việc này chắc bạn là nhiều hơn chứ. Nói chung là cũng có những ý kiến phản biện riêng. Bây giờ chốt lại một lần nữa, cuối cùng là cái lời nói dối này có được chấp nhận hay không? Ai đồng tình với lại Thùy Anh? Giơ tay. 1, 2, 3, 4. Rồi, em có tội. Vậy thôi. Đúng không? Mình là bồi thẩm đoàn. Bà ơi, dạ. Em phải công nhận này, qua cái câu chuyện của Thùy Anh, bây giờ Adi mới hiểu được tại sao nhiều cái quán nhậu trên địa bàn Sài Gòn có rất nhiều chị em mặc bộ đi ngủ mà nhậu ở trong đó. Rồi, bây giờ đến cái tình huống thứ hai nè, để coi liệu là cái tình huống này có được chấp nhận hay không nè. Có mùi. Đêm hôm ấy anh đi đâu? Bây giờ mời Nguyên Cáo. Nguyên Cáo lại là em. Ôi em không ngờ em lại làm. Em không ngờ em có thể gặp những cái chuyện nó drama đến như vậy. Em tưởng cuộc đời của em nó chỉ gặp những cái câu chuyện vui thôi. Ai ngờ sau một khoảng thời gian em trải qua rất nhiều drama, trong đó có câu chuyện này. Đêm hôm đó anh đi đâu? Đến bây giờ em vẫn hỏi câu hỏi đó. Tới thời điểm bây giờ em sẽ kể câu chuyện trước. Ok, em kể bớt drama được không? Được, em sẽ kể một cách hài hước này. Không hài hước, nhưng mà em sẽ kể rất bình thường thôi, tại vì cái chuyện nó cũng qua rồi. Ok. Thì cái hôm đó cũng như thường lệ, em với cái người yêu của em nhắn tin với nhau. Thì lúc đó khoảng 8 giờ thôi, thì bỗng nhiên người yêu của em nói là bây giờ anh phải làm việc. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái công việc bình thường của ảnh á, thì không có kiểu như là buổi tối bận để làm một cái việc gì đó quá đâu. Thì em ok, anh làm hay gì đó, mà tự nhiên ảnh im luôn. Có nghĩa là ảnh tự nhiên cái thấy ảnh online bao nhiêu phút trước. Mà bình thường á, bạn trai em có làm việc á thì vẫn để online, nhưng mà chỉ không nhắn tin thôi. Nhưng đây là kiểu giống đi ra ngoài luôn đó, và không có bật 3G, không bật wifi đó. Đã đăng xuất. Dạ, giống đã đăng xuất đó, thì online bao nhiêu phút trước thì em tự nhiên có một cái linh cảm gì đó, em cảm thấy khó chịu trong người quá. Gọi điện, em gọi điện không bấm máy. Em gọi rất nhiều cuộc luôn, em gọi, em vừa gọi mà em vừa nhắn tin luôn. Không trả lời. Tức quá mà, có một linh cảm gì đó. Anh ấy không ở nhà. Em linh cảm là anh ấy không ở nhà. Em qua tới tận nhà luôn. Không đâu anh. Sao em biết không, không ở nhà? Thì từ từ cái khúc sau mới thấy. Anh xin lỗi, anh hơi vội. Dạ, anh vội vàng quá. Xong rồi sau đó em mới gọi được một cuộc mà anh tắt máy bận. Sau một hồi anh không bắt máy thì anh đã cầm cái điện thoại, anh tắt máy bận rồi. Là đã có cầm điện thoại, tại sao không nghe? Lý do gì không nghe ở đây? Lý do gì? Lý do gì? Lý do gì? Dừng lại đi, bây giờ hỏi lý do gì nè. Lý do gì? Rồi, từ tiếp. Ủa tiếp luôn hả? Tiếp luôn. Vô. Xong rồi sau đó tắt máy bận, không nhắn tin luôn. Cái em nói nè, bây giờ tự nhiên em có linh cảm phải, tại vì bình thường nếu như mà ảnh đi khuya á, ảnh sẽ gửi xe ở cái người bạn thân của ảnh. Em nhắn tin cho anh bạn thân liền, em phải chọn đầu liền. Đúng. Anh ơi, anh đã ra đó, tên người yêu em về chưa anh? Em lo quá. Thì cứ nói kiểu giống như là mình biết người đó đi rồi vậy đó. Anh mới nhắn là vừa mới về tới nơi nè em. Em chờ 5 phút sau là người đó online liền. Là về tới nhà rồi đó. Okay. Em chờ. Em không gọi nữa, em chờ. Cái sau anh nó nhắn tin cho em trước. Nãy giờ anh mới làm xong việc đánh răng rửa mặt xong rồi, bây giờ lên phòng ngủ nè. Rõ ràng là nói dối. Dấu gì? Nãy giờ anh đi ra ngoài và anh nói dối là anh làm việc. Sau đó thì anh âm thầm anh lấy xe anh đi. Và khi anh về, trong quá trình anh đi, anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin với em. Bao lâu? Khoảng 2-3 tiếng gì đó. Cũng lâu. Từ 8 giờ cho đến lúc 11 giờ, 11 giờ hơn hay là 12 giờ kém gì đó. Và không có ý định là muốn nói chuyện với em. Không nghe máy, em gọi điện. Em muốn nói rõ ràng. Gọi điện thì tắt máy bận, nhắn tin đi. Tại vì khuya rồi. Thì sau đó em mới tức quá, em mày gọi cho bằng được. Nhưng mà không nghe thì thôi, em nhắn tin cãi nhau qua lại. Em nói là em đã biết rồi, anh đi ra ngoài chứ không phải anh ở đây, tại sao phải nói dối em. Anh đi đâu, anh đi với ai, tại sao anh phải nói dối em. Em chỉ muốn biết là anh đã đi đâu và anh làm gì thôi. Anh không nói, anh nói cái đó là chuyện của ảnh, đó là chuyện công việc riêng tư của ảnh.
sau đó thì em không chấp nhận được cái chuyện riêng tư ở đây, tại vì cái này nó mờ ám chứ không phải là riêng tư nữa anh. Em đâu có chen vào cuộc sống mà anh, em đâu có bắt là anh phải dẫn em đi, hay em đâu có bắt buộc là anh phải nói địa điểm là này kia đâu. Em chỉ muốn hỏi là anh đi đâu vậy. Rồi cuối cùng là anh đã có nói không, lý do là không, đi đâu không? Cho đến tận khi chia tay cũng không hề nói cái ngày hôm đó đi đâu. Và em lúc mà sau khi cãi nhau thì em nói là, tại lúc em tức quá em nói là thôi anh im đi, em nhắn tin thôi nhưng mà cái thái độ em rất là tức, em nói thôi anh im đi, im luôn. Có khi nào đấy có... người ta rất ngoan về bạn đấy. Đấy, nếu mà anh lóc theo lời em mà bạn vẫn giận là sao? Mình đưa ra cái vấn đề là liệu là bạn trai của Gia Linh có tội hay không? Tội, vì một cái chuyện nhỏ như vậy mà không nói thẳng, không nói ra một cái, không có nói ra được là bây giờ những cái gì khác anh nói láo em. Đúng không? Nhưng mà bây giờ em tính gì được nữa? Và có khi là đàn ông cũng suy nghĩ là tại sao lại người này mà yêu mình không có tin tưởng mình được. Tại sao là người này mà yêu mình thì phải theo dõi từng bước mình đi? No, không phải là theo dõi, mà giống như bây giờ mình có một cái courtesy, em đi đâu thì em cho anh biết, anh đi đâu thì cho em biết. Mà nếu mà anh không cho em biết thì em cũng chẳng cho anh biết. Nhưng mà chỉ khúc đó thôi mà đó. Chỉ 2-3 tiếng thôi mà. Tại vì có nhiều khi người ta có chuyện riêng mà chị có thể không thể nghĩ tới luôn. Stress quá hay gì đó. Không biết lý do tại sao không nói được. Tại sao mà stress quá mà có thể kể cho em là rửa mặt được. Và nếu mà nói ra thì nói là không muốn nói thẳng ra là em đang làm cho anh stress. Riêng về cái lời nói dối ban đầu của chàng trai đó thì có thể chấp nhận được. Đôi khi người ta có những cái khó riêng của người ta, những cái suy nghĩ riêng của người ta, người ta không muốn chia sẻ với cái người bạn gái của mình lúc đó là có. Thì anh sẽ nói dối em lúc đó, cho nên cái lời nói dối ngay lúc đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà sau đó em muốn được nghe cái lời giải thích nhưng mà anh từ chối luôn, anh không nói cho em biết. Thì cái đó là không được. Nếu mà chỉ nói về riêng sự cố đó thì có thể chấp nhận được. Dạ. Nếu riêng cái đó thôi nha. Nếu mà cộng lại nhiều sự cố sau đó, rồi có thể là tổng cộng những sự cố đó có thể không chấp nhận được. Ok, Agari chấp nhận được hay không? Giống như anh là có thể chấp nhận được. Giống Uzi. Như Agari. Rồi giống như Agari. Anh cái bắt cầu hả? Linh giống như Shinsuke. Shinsuke chưa nói chuyện mà chị. Từ chị hỏi chấp nhận được không? Chấp nhận được hay không? Shinsuke không hiểu. Ok. Theo bọn cô nghĩ á, thì trong tình yêu thì cái mà quan trọng nhất á, nó là cái lòng vị tha, chứ không phải là cái sự chất vấn hay là cái sự mà anh phải hơn em, hay là anh phải xin lỗi em, hay là em phải chấp nhận anh, hay là như thế nào đó. Mà là chính là cái lòng vị tha. Nhiều khi mình suy nghĩ thoáng đi, mình kệ đi, muốn làm gì làm, thì nhiều khi người ta sẽ, thì mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, và người ta cũng cảm thấy là thoải mái hơn, và người lên, ta lên, chính lên, vì lên, cái điều lên, không thôi. Như vậy lên, thiếu gì con trai mà sao em phải kiếm một người làm cho em khổ thôi. Rồi sao không con trai thiếu sao, gì sao, mà sao? Rồi con trai đầy đủ. Nói chung là cái tình huống này nó vẫn chưa có gì rõ ràng hết, cho nên rất là khó để mà chốt vấn đề. Thôi thì như Bảo Quân nói là mình nên vị tha. Mình nhắm mình bỏ qua được, mình bỏ qua. Còn nếu mà không bỏ qua được chuyện đó thì bỏ qua luôn bạn trai. Ok.